Sự trùng hợp bất ngờ giữa cháu nội của MC Thanh Bạch và cháu ngoại Kim Tử Long. Ông nội Thanh Bạch và ông ngoại Kim Tử Long cùng tự hào khoe về cháu trong hậu trường một chương trình truyền hình. Tại hậu trường chương trình Sao Nối Ngôi, mới đây có sự xuất hiện của hai giám khảo khách mời là nghệ sĩ Thanh Bạch và Thanh Thủy, bên cạnh giám khảo chính Kim Tử Long. Đặc biệt tại đây, ông nội Thanh Bạch và ông ngoại Kim Tử Long cùng tự hào khoe về cháu trong hậu trường. Vẫn như mọi khi vừa xuất hiện, Thanh Bạch đã khiến cả trường quay rộn rã tiếng nói cười, nhận được chiếc ly kỷ niệm lần thứ 9 tổ chức đám cưới của Thanh Bạch và Thúy Nga. Kim Tử Long vui mừng cho biết Thanh Bạch là người nghệ sĩ mà anh rất mến mộ. Cả hai từng có nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau trong nhiều năm qua. Vì vậy, Kim Tử Long thú nhận bản thân rất yêu quý vị MC đình đám này của Việt Nam. Thanh Bạch và Kim Tử Long trò chuyện rôm rã ngay khi hội ngộ. Cầm trên tay món quà giản dị, nhưng với Kim Tử Long, đó lại là một món quà vô giá. Anh đùa rằng đây chính là chiếc ly huyền bí, khiến Thanh Bạch ngày càng trẻ đẹp. Riêng anh vừa lên chức ông ngoại, nên anh nhất định phải sử dụng chiếc ly này để ngày càng trẻ đẹp giống Thanh Bạch. Ngay khi biết Kim Tử Long vừa lên chức ông ngoại cách đây không lâu, MC Thanh Bạch liền chúc mừng. Anh còn hào hứng khoe mình cũng là ông nội, phải cháu gái của anh vừa mừng thôi nôi. Trong lúc cao hứng, hai nam nghệ sĩ còn bất ngờ ca ngẫu hứng bài hát về hai đứa cháu của mình. Bất ngờ hơn khi Thanh Bạch và Kim Tử Long phát hiện ra cháu gái của cả hai đều cùng tên An Nhiên. Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cả ông nội Thanh Bạch và ông ngoại Kim Tử Long vui vẻ hoàn thành ca khúc Có 102. Sau một hồi làm cả trường quay rộn ràng, Kim Tử Long còn khiến mọi người bật cười nắc nẻ khi dặn lòng phải điềm đạm khi lên chức ông ngoại. Ông nội Thanh Bạch và cháu nội An Nhiên vừa qua sinh nhật 1 tuổi. Hình ảnh MC Thanh Bạch ân cần chăm sóc cháu nội siêu dễ thương. Thật trùng hợp khi cháu ngoại mới sinh của nghệ sĩ Kim Tử Long cũng tên là An Nhiên, tên ở nhà là Yuri. Hình ảnh bé An Nhiên dễ thương khi đang ngủ trong vòng tay của mẹ. Con trai út của Kim Tử Long là Andy đã lên chức cậu và rất thích thú khi có cháu nhỏ, nghệ sĩ Kim Tử Long và con gái đầu lòng Mai Ca. Cũng xuất hiện trong hậu trường đêm thi nghệ sĩ Thanh Thúy, khiến người hâm mộ trầm trồ khi diện chiếc váy ôm, cổ áo xẻ sau khoe vòng một gợi cảm. Hình ảnh nữ nghệ sĩ lộng lẫy trên ghế nóng khác hoàn toàn với hình tượng dịu dàng kín đáo vốn có của Thanh Thủy. Cô khiến nhiều người choáng váng vì dù ở tuổi 55 nhưng vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ của mình.